Tiết mục Thanh Long Độc Kiếm do bà Xuân Hồng đến từ võ đường Kim Hoàng, huyện Hoài Nhơn thực hiện. Xin mời quý vị cùng đứng. Kính mời quý vị cùng đến với tiết mục Thanh Long Độc Kiếm của nữ võ sinh Võ Thị Xuân Hồng, con gái của võ sư Kim Hoàng, hội Thanh Tây, Hoài Nhơn. Võ đường Kim Hoàng hàng năm cung cấp rất nhiều võ sĩ ưu tú cho đội tuyển Bình Định, đặc biệt đội cúp đối kháng cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 3 năm 2019. Lúc này võ sư Kim Hoàng đã học nhiều thầy võ, trong đó có thầy Kim Chức, đệ tử của võ sư nổi tiếng Kim Sơn, nên anh ấy võ đường của mình là Kim Hoàng. Quý vị và các bạn đang xem tiết mục Thanh Long Độc Kiếm do võ sinh Võ Thị Xuân Hồng biểu diễn. Thừa hưởng những kỹ thuật của cha, em đã đạt rất nhiều huy chương ở giải tỉnh và gần đây nhất là huy chương vàng Hội Nghệ Phụ Đổng tỉnh Bình Định năm 2021 do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Sự gì tái thử cho một tràng pháo tay để kích lệ tinh thần. Tiết mục tiếp theo là nội dung Thái Sơ Côn do võ sinh Võ Phú Thịnh, võ đường Kim Hoàng biểu diễn. Võ Phú Thịnh là cháu ruột của võ sư Kim Hoàng, được võ sư Kim Hoàng nuôi nấng và trường dạy võ. Quý vị đang thưởng thức tiết mục Thái Sơn Côn. Thái Sơn trích thủy địa xà liên, thương thượng lòng kỳ lăng thoái bạch viên, huy kỳ độc giác trung bình hạ, thượng thích đại đanh tấn thừa thiên, hồi đầu trực chỉ liên tam thích, đồng tân thuận thế giáng văn biên, tẩu thố trương sơn hoành giáng kiếm, linh miêu mai phục tấn thích ngưu. Đó là những câu thiệu của bài Thái Sơn Côn. Xin quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay.